không hề mong đợi. Thêm một điểm nữa được ghi từ tình huống đánh một chân sau đầu của Nguyễn Thị Trinh. Ngày hôm nay thì hiệu suất ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh với những tình huống đánh bay sau cũng chẳng kém gì Blumchit. 18-19. Biết mạnh cái tay vào em ạ, lau biết mạnh cái tay vào. Vị Thị Như Quỳnh. Bóng trong hay ngoài đây? Trọng tài hơi lưỡng lự nhưng đã cho điểm các cô gái Ninh Bình. Và đương nhiên sẽ có khiếu nại từ thông tin. Như vậy là thông tin đưa ra khiếu nại về khả năng bóng có thể chạm tay chắn của đối thủ. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Đúng là bóng chạm chắn của Lê Thanh Thúy rồi. Và bóng cũng thậm chí còn rơi trong sân cơ. Góc quay vừa rồi là đủ để chúng ta xác định đây sẽ là điểm số dành cho các cô gái binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Nhưng vẫn một lần nữa cần tới những góc máy tốt hơn để khẳng định điều đó một cách chắc chắn. Những góc máy từ công nghệ Video Challenge. Theo quan điểm của chúng tôi thì dù thông tin đưa ra khiếu nại bóng trong ngoài hay bóng chạm chắn thì họ sẽ đều có khiếu nại thành công ở đường bóng này. Có chạm tay chắn rất rõ. Ngón tay trỏ của phụ công mặc áo số 8 đã chạm vào trái bóng. Trước đó thì đạo diễn hình của chúng ta cũng đã cung cấp những hình ảnh rất tốt để có lẽ là không cần tới công nghệ Video Challenge. Chúng ta cũng biết kết cục là như thế nào. Điểm thứ 20 dành cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Pha tấn công của Lê Thanh Thúy. Đường chuyền sau đầu. Đó là cú đánh của Kiều Trinh. Bích Tuyên. Tình huống chắn bóng tốt của thông tin. Warisara. Thông tin có cơ hội để nâng tỷ số lên 21-18. Và đó là pha ghi điểm của Kiều Trinh. Với những cổ động viên trung lập như chúng tôi rất mong đây sẽ là một trận thắng dành cho thông tin, để trận đấu của chúng ta luôn ở thế cân bằng. Ngày hôm nay thì nhiều cổ động viên trung lập sẽ hy vọng đây là một trận đấu năm xét, để những tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ rất chất lượng trong đội hình của hai đội có thể cống hiến hết khả năng của mình cho một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính nhất. Ninh Bình xin hội ý lần 2 trong xét đấu thứ 2, lượt hội ý cuối cùng của họ trong xét đấu này. Rõ ràng là xét 2 thì Ninh Bình gặp nhiều khó khăn hơn nhiều so với những diễn biến ở xét đấu mở màn. Mười giây time out đã hết với Ninh Bình. Thông tin đang có lợi thế 3 điểm. Lâm Oanh là người phát bóng. Warisara. Cú đánh chéo sân rất tốt của ngoại binh người Thái Lan. Warisara như chúng tôi đã nói có thể chơi bóng không quá nổi bật nhưng luôn giữ được sự ổn định của mình. Đó là giá trị của chủ công này. Phạm Thị Hiền. Ngay sau đó là câu trả lời của thông tin với một pha tấn công của phụ công mặc áo số 12. 22-19. Thông tin đang hơn đối thủ 3 điểm và cũng còn cách điểm thắng ở xét này 3 điểm nữa thôi. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Chúng ta chờ đợi một tình huống phát bóng tấn công tốt của chủ công mặc áo số 14. Marisara.
Miếng đánh chiến thuật thành công của Ninh Bình. Kim Liên đã có một tình huống phòng ngự tốt và mở ra cơ hội ghi điểm cho Ninh Bình. Hai mươi hai mươi hai. Kiều Trinh, cú đánh chéo gắt không thể phòng thủ. Cổ tay rất dẻo. Hai mươi ba hai mươi. Chiến thắng trong set hai đang đến gần hơn với các cô gái binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Bây giờ sẽ là Phạm Thị Hiền. Bích Tuyền. Thông tin phòng thủ thành công. Tiếp tục là pha phòng ngự tốt của các cô gái áo lính, nhưng bóng đã rơi ngoài sân mất rồi. Rất đáng tiếc cho những nỗ lực của thông tin. Nhưng Ninh Bình vừa có được một tình huống tấn công và chớp thời cơ đủ tốt để ghi điểm. Các học trò của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang rút ngắn cách biệt và vẫn còn hy vọng trong set đấu này. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Lê Thanh Thúy. Thêm một tình huống gõ bóng lỏng tay tinh tế của Kiều Trinh. Đẳng cấp của đối chuyền đội tuyển quốc gia. Điểm thứ 24 đã được ghi cho thông tin. 3 set point dành cho đội bóng áo đỏ trắng. Kiều Trinh cũng sẽ là người phát bóng ở tình huống này. Bích Tuyền chắn bóng thành công. Nguyễn Thị Uyên đánh bóng ra ngoài nhưng bóng đã chạm chặt. Ninh Bình cứu được một set point. Binh chủng thông tin trường tư Bình Phước cần một pha xử lý chuyền một tốt ở đường bóng này để có thể kết thúc set 2 và giành lại thế cân bằng. Nhưng họ đang phải đối mặt với cầu phát bóng của Bích Tuyền. Nguyệt Anh. Cơ hội ghi điểm cho Ninh Bình. Nguyễn Thị Uyên. Cú đập bóng có lực rất tốt của Nguyễn Uyên. Hai set point đã được cứu dành cho Ninh Bình. Và đương nhiên lúc này thì huấn luyện viên Phạm Minh Dũng phải gọi hội ý rồi. Họ chỉ còn lại một set point thôi. Áp lực đang là khá lớn cho thông tin khi họ liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội để kết thúc set đấu. Nhưng vẫn còn một thời cơ ở phía trước. Vẫn đang là cầu phát bóng của Bích Tuyền. Chuyền một không tốt của Nguyệt Anh. Và Ninh Bình cứu được cả 3 set point để đưa set 2 vào thế cân bằng 24 đều. Ninh Bình đang tỏ ra lì lợm hơn ở thời điểm cuối mỗi set đấu. Trong khi đó thì thông tin lại đang mắc nhiều lỗi chuyền một và chưa thể cải thiện được điều này. Pha phát bóng rất khó chịu của Bích Tuyền. Nguyệt Anh. Kim Liên phòng thủ tốt. Đưa bóng cho Nguyễn Uyên. Tấn công hay ở vị trí số 4. Và tỷ số được nâng lên 25-24 dành cho binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Không thể tin được. 4 điểm liên tiếp được ghi dành cho đội bóng áo vàng.
tư thế bị đối phương có quá nhiều cơ hội để giành chiến thắng ở set này. Thì bây giờ lợi thế lại đang thuộc về phía Ninh Bình. Set point dành cho đội bóng huấn luyện viên Thái Thạch Tùng. Bên phía thông tin họ cũng đã thay người ở vị trí chủ công. Nguyễn Anh rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyễn Thị Phương. Lương Chiến. Cơ hội ghi điểm cho Nguyễn Thị Uyên. Giá trị của Nguyễn Thị Uyên. Bản hợp đồng chất lượng của Ninh Bình để chuẩn bị cho Cúp Hùng Vương năm nay. Cả Nguyễn Thị Uyên và Vi Thị Như Quỳnh đều chơi rất hay. Ngay trong những trận đấu chính thức đầu tiên, họ đầu quân cho những đội bóng mới theo bản hợp đồng cho mượn. Pha tấn công lọt chắn của Nguyễn Thị Uyên đã giúp cho Ninh Bình giành chiến thắng trong set đấu này. Một màn lội ngược dòng quá ngoạn mục của thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Và họ đang tạm dẫn trước binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước với tỷ số 2-0. Quý khán giả thân mến, ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với những hình ảnh tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ để tiếp tục theo dõi những diễn biến của set đấu thứ 3, trận đấu giữa binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và Ninh Bình LP Bank. Hai set đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng dành cho đội bóng nữ Ninh Bình với các tỷ số 25-21 và 26-24. Set 2 là một set thua đầy nuối tiếc với những cổ động viên của thông tin. Họ đã dẫn trước với tỷ số 24-21 nhưng không thể giành điểm kết thúc ở set đấu này. Và giờ thì khó khăn chồng chất khó khăn đối với đội bóng áo lính. Nếu như bây giờ tỷ số là 1-1 thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều với các cô gái thông tin. Nhưng họ đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-0. Vị thị Như Quỳnh. Pha tấn công đưa bóng chạm tay chắn của Bích Tuyền và bóng rơi ra ngoài. Tỷ số được xếp bằng 1-1. Bích Tuyền. Tình huống đánh bóng rúc lưới của đối chuyền bên phía Ninh Bình. 2-1 cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước.
nỗ lực đánh bóng chéo sân không thành công của Bích Tuyền. Yapibank Ninh Bình trước đây luôn là một đội bóng thiếu ở vị trí chủ công, và sức tấn công họ dựa dẫm rất nhiều vào vai trò của Bích Tuyền. Nhưng với sự bổ sung ngoại binh người Thái Lan cùng Nguyễn Thị Uyên thì những điểm yếu của Ninh Bình đang được khỏa lấp. Nguyễn Thị Trinh, thêm một tình huống xử lý một chân sau đầu quá hay của Trinh Nguyễn. Yapibank Ninh Bình đã có được những phụ công chất lượng như Nguyễn Thị Trinh và như Lê Thanh Thúy, cùng với một đối chuyền đẳng cấp như Bích Tuyền. Và điểm còn thiếu với họ trên hàng công chính là vị trí chủ công thôi. Nhưng tại Cúp Hùng Vương năm nay, với sự bổ sung của Nguyễn Thị Uyên, mọi thứ đang dần trở nên hoàn hảo hơn với đoàn quân của viên Thái Thanh Tùng. Nguyễn Thị Uyên, Bích Tuyền đưa bóng cho Nguyễn Thị Phương, số 17 đánh bóng rút lưới. 3-2 cho Yapibank Ninh Bình. Sự khác nhau trong trận đấu ngày hôm nay có chăng đang nằm ở việc truyền một của thông tin gặp nhiều vấn đề, và tâm lý thi đấu của đội bóng áo lính ở những thời điểm quyết định cũng có phần đang bị dao động. Không được rồi. Chắc chắn là tinh thần và tâm lý của bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước sẽ gặp rất nhiều vấn đề sau một set thua đầy tiếc nuối như set 2. Có tới 3 set point nhưng tất cả đều không được tận dụng và sau đó còn thua ngược đối thủ. Và phạt bóng quá khó chịu của Bích Tuyền. Nỗ lực phòng thủ không thành công là của Vi Thị Như Quỳnh. 5-2 cho Ninh Bình. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã phải gọi hội ý từ rất sớm trong set 3. Lại là cầu phát bóng của Bích Tuyền với những điểm số liên tiếp cho Yapibank Ninh Bình. Ở cuối set 2 thì cầu phát bóng của Bích Tuyền cũng thực sự lợi hại khi Bích Tuyền ở cầu dưới còn Nguyễn Thị Uyên ở hàng trên. Pha chặn bóng thành công của Nguyễn Thị Trinh và chuyền Ai Hoài My. Cách biệt 4 điểm dành cho Ninh Bình. Đội bóng đương kim vô địch ở giải vô địch quốc gia đang thể hiện được sức mạnh của mình trước một đối thủ mạnh như bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước. Giám biên xác định đó là một tình huống bóng ngoài. Pha tấn công ở vị trí số 3 của Phạm Thị Hiền. 7-2 cho Yapibank Ninh Bình. Thua trước 2 set và tâm lý đang bị ảnh hưởng. Quá nhiều thử thách cho các cô gái thông tin. Bích Tuyền phát bóng ngoài sân. Cách biệt được thu hẹp xuống còn 4 điểm. Đường truyền cho Bích Tuyền. Và phòng thủ thành công của Lâm Oanh. Kiều Trinh. Thêm một tình huống chắn bóng tốt nữa của các cô gái Ninh Bình. Đó là tình huống chắn đôi của Nguyễn Thị Trinh và Nguyễn Thị Uyên.
Kiều Trinh bỏ nhỏ. Pha tấn công biên. Đó là tình huống đánh bóng tốt ở biên 4 của Nguyễn Thị Phương. Sau khi Nguyễn Anh để mất khá nhiều điểm quan trọng ở set 2 thì giờ Nguyễn Thị Phương đang là một trong hai chủ công của Thông Tin cùng với Vi Thị Như Quỳnh ở trên sân. Điều chuyển sau đầu. Pha xử lý hơi khó của Nguyễn Thị Trinh. Tỷ số bây giờ là 5-8. Cách biệt đang dần được thu hẹp cho Thông Tin. Bích Tuyền. Hàng sau của Vi Thị Như Quỳnh. Một đường chuyền cũng không quá thuận lợi so với tình huống vào đà của Như Quỳnh. Nhưng chủ công mặc áo số 14 cũng đã có một pha tấn công ghi điểm. Giờ thì tới lượt VP Bank Ninh Bình gọi hội ý. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ còn là 2 điểm. Vẫn đang là cầu phát bóng của Kiều Trinh. Warisara. Điểm dành cho Ninh Bình. Trọng tài xác định bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 9-6. Liêm Chít lại lên tiếng. Nhiều lần trong trận đấu này, những pha phối hợp giữa Lâm Oanh và Liêm Chít với những pha tấn công ở vị trí số 2 đều mang về điểm số cho Thông Tin. Bích Tuyền. Cú đập bóng rất mạnh và vô cùng chính xác của đối chuyền Bích Tuyền. Một pha tấn công đưa bóng vào mép biên của đối chuyền mang áo số 10. Lại là Pjomčić. Khả năng sửa bóng rất tốt của ngoại binh người Thái Lan. Dẫu cho nhiều thời điểm, những đường chuyền của Lâm Oanh cũng chưa thực sự là quá thuận lợi. Các cô gái Thông Tin đang rất nỗ lực để thu hẹp cách biệt. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 2 điểm. 80. Bích Tuyền. Lại thêm một tình huống dội bom nữa. Pha tấn công ở vị trí số 4 với một cú đánh chéo sân rất tốt của Bích Tuyền. 11-8 cho LP Bank Ninh Bình. Với thế trận như thế này thì nhiều khả năng cặp đấu tâm điểm trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta rất có thể sẽ kết thúc sớm hơn mong đợi. Đó là điều mà các cổ động viên trung lập không hề mong muốn. Và đương nhiên cả các cổ động viên của Thông Tin nữa. Bích Tuyền. Một pha tấn công dụng cột anten của Bích Tuyền. Và đương nhiên đó được tính là một tình huống đánh bóng ngoài.
đã có tiếng chuông từ phía Ninh Bình. Có vẻ như ban huấn luyện của Ninh Bình muốn khiếu nại. Bích Tuyền đánh bóng vào mép lưới và sau đó thì cột anten mới đổ xuống. Bóng bật lưới và đi ra ngoài. Như trọng tài xác định, đó là một pha bóng mà Bích Tuyền đã đánh bóng chạm tay chắn. Điểm sẽ được dành cho LP Bank Ninh Bình, chứ không phải là binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Nhưng trước khi trận đấu có thể tiếp tục thì chúng ta cũng đang chờ đợi để các trợ lý có thể chỉnh sửa lại cột anten. Không biết bóng có chạm chắn của Như Quỳnh hay không, nhưng trọng tài số 1 Bùi Văn Mạnh thì xác định đó là điểm cho các cô gái LP Bank Ninh Bình rồi. Trong hai cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng ở sân chơi Cúp Hùng Vương năm 2021, trong trận tranh hạng 3 thì Thông Tin thua Ninh Bình với tỷ số 2-3. Tới mùa giải 2023, hai đội bóng là những câu lạc bộ có thành tích tốt nhất trong giai đoạn 1 và họ chạm trán với nhau ở trận bán kết Cúp Hùng Vương 2023. Khi đó thì chiến thắng cũng gọi tên Ninh Bình và đó cũng là một trận đấu năm xét. Ngày hôm nay thì Ninh Bình đang có lợi thế dẫn điểm trước binh chủng Thông Tin trường tư Bình Phước. Họ đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và đang dẫn điểm trong cả xét 3 này. Tỷ số bây giờ đang là 12-9. Bích Tuyền. Vị Thị Như Quỳnh đánh bóng bạt chắn ghi điểm. 10-12. Như Quỳnh đang tấn công tốt ở số 4, đánh tốt từ hàng sau và cũng đang cải thiện được kỹ năng phát bóng của mình. Chủ công của đội tuyển Việt Nam đang dần cải thiện trình độ của mình hơn sau một mùa giải. Kiều Trinh. Bóng đã chạm mặt sân rồi. Bất chấp những nỗ lực của Kim Liên. Đúng là bóng đã chạm mặt sân. Pha tấn công vừa rồi là của Kiều Trinh. 11-12. Và phòng thủ may mắn của Hoài My và sau đó cơ hội mở ra cho Bích Tuyền. LP Bank Ninh Bình vừa hay vừa may trong trận đấu ngày hôm nay. Nụ cười rất rạng rỡ của Đinh Thúy, Lưu Thị Huệ và truyền hai Minh Thư. Ninh Bình đang có một thế trận thực sự là quá khả quan trước binh chủng Thông Tin trường tư Bình Phước. Tiếp tục có thêm một điểm nữa dành cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Thật khó để đoàn quân của huấn viên Phạm Minh Dũng có thể xoay chuyển tình thế lúc này. Họ vẫn đang mắc rất nhiều lỗi trong việc phòng thủ cũng như xử lý chuyền một. Bóng bật lưới và điểm ace tiếp theo dành cho Bích Tuyền. Một lần nữa thì binh chủng Thông Tin trường tư Bình Phước lại phải gọi time out. Cách biệt giữa hai đội ở thời điểm này đang là 4 điểm. Ngày hôm nay thì cầu phát bóng của Bích Tuyền luôn mang tới rất nhiều điểm số cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. Tập trung vào.
là bắt được anh đấy. Điều khác biệt là chắc cái tay được nữa, tôi nói không được chuẩn, đúng không? Nguyễn Thị Uyên. Tình huống ghi điểm là của Phạm Thị Hiền. Một pha bóng mà Warisara đã bị trượt chân và không thể kịp trở lại tư thế phòng thủ. Lỗi chuyền một và Ninh Bình mất điểm. 13-15. Trong bóng chuyền thì đúng là chuyền một là vô cùng quan trọng. Dù chúng ta thường nói vui với nhau rằng thành bại tại chuyền hai, thế nhưng nếu như chuyền một không tốt thì cũng chẳng có được những tình huống phối hợp đánh chiến thuật và cũng thường bị rơi vào thế phải chống đỡ trước đối thủ. Nguyễn Thị Uyên. Thêm một pha tấn công ghi điểm nữa của chủ công mặc áo số 9. Pha tấn công tốt của Hoàng Thị Kiều Trinh. Một tình huống tấn công ghi điểm ở vị trí số 2. Thông tin cần tinh thần thi đấu máu lửa hơn nữa trong set đấu thứ 3 này. Họ cần quyết tâm hơn nữa, chắc chịu từng cơ hội để có thể hướng tới mục tiêu trước mắt là giành một set thắng trong trận đấu ngày hôm nay trước Ninh Bình. Bích Tuyền. Lại thêm một pha dội bom nữa khiến cho Kiều Trinh phòng thủ không thành công. Bích Tuyền quá mạnh mẽ và chính xác, hiệu suất ghi điểm cũng rất cao. Đó là pha tấn công ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Phương. Bích Tuyền hàng sau. Lần này thì Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài sân. Bích Tuyền. Và tấn công sau vạch 3m của đối chuyền Bích Tuyền chưa có điểm cho Ninh Bình. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho các cô gái áo vàng. Warisara. Bóng ngoài. Điểm thuộc về binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước, nhưng đã có tín hiệu challenge từ phía ban huấn luyện của Ninh Bình. Khiếu nại bóng chạm chắn. Có cảm giác bóng chưa chạm tay của Lâm Oanh. Rất có thể đây sẽ là một khiếu nại không thành công của LP Bank Ninh Bình. Công nghệ video challenge này sẽ cho chúng ta góc máy chi tiết hơn nữa. Không chạm rồi. Bóng không chạm tay chắn. Trọng tài đã chính xác. Và LP Bank Ninh Bình mất đi một lượt khiếu nại sai trong set đấu thứ 3. 16-17.
Đây là lúc mà Thông Tin có thể tận dụng cơ hội để vượt lên. Bích Tuyền, Vĩ Thị Như Quỳnh vẫn chưa có điểm. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Đó là tình huống ghi điểm của Lê Thanh Thúy. Đình Bình cũng có thể ghi điểm ở rất nhiều những vị trí khác nhau, không chỉ riêng Bích Tuyền. Chủ công Đinh Thị Thúy đã được sử dụng từ băng ghế dự bị để thay thế cho ngoại binh người Thái Lan Warisara. Đó là sự thay đổi bên phía LP Bank Ninh Bình. Một đường bóng rất khó chịu và các cô gái Ninh Bình đang cho rằng đã có lỗi trong pha xử lý vừa rồi của Lâm Oanh. Trọng tài xác định điểm số thuộc về binh chủng Thông Tin Trường Tây Bình Phước. Rồi ghi điểm cho Thông Tin bỏ nhỏ. Đó là pha xử lý của Vi Thị Như Quỳnh. Bích Tuyền, Thông Tin phòng thủ thành công, lại là Như Quỳnh chắn bóng tốt. Tình huống giáp chắn rất nhanh của Bích Tuyền với Lê Thanh Thúy. 19-17. Thật sự khó khăn cho binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Bây giờ người phát bóng sẽ là Đinh Thúy. Miếng đánh chiến thuật vừa rồi của Thông Tin cũng không đánh lừa được hàng chắn của đối thủ. 20-17. Nguyệt Anh trở lại sân. Và Vi Thị Như Quỳnh là người rời sân. Sự thay đổi của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng ở thời điểm những điểm số quan trọng trong trận đấu thứ 3. Bích Tuyền, Bích Tuyền đánh bóng chưa qua lưới. Điểm cho Thông Tin. Với tình huống đánh bóng chưa qua lưới vừa rồi thì đương nhiên đó là lỗi bốn chuyền của các cô gái Ninh Bình. 18-20 vẫn còn hy vọng cho binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Bây giờ là cầu phát bóng của Lâm Oanh. Kiều Trinh đưa bóng cho Bích Tuyền, quá mạnh mẽ. Một lần nữa Kiều Trinh lại không thể ngăn cản Bích Tuyền ghi điểm. Với đối chuyền Bích Tuyền, nếu như hàng chắn của Thông Tin không thể chắn bóng giảm lực thì sẽ rất khó cho những cầu thủ phòng ngự ở hàng sau. Lê Thanh Thúy sẽ là người phát bóng. Đó là cú đánh ghi điểm của Nguyễn Anh. 19-21. Pha đánh bóng lách chắn rất hay của Nguyễn Anh. Nguyễn Anh là cầu thủ có kỹ năng phát bóng rất tốt và nhiều cổ động viên của Thông Tin sẽ hy vọng vào cầu phát bóng này. Nguyễn Thị Uyên chắn bóng thành công. Tình huống chắn đôi của Phạm Thị Hiền và Hoàng Thị Kiều Trinh. 20-21. Tinh thần của Thông Tin đang lên. Bích Tuyền, một lần nữa Bích Tuyền lại đánh bóng bàn chắn để ghi điểm cho LP Bank Ninh Bình. 22-20.
Bóng đã chạm tay chắn của Nguyễn Thị Phương và đi ra ngoài. Nguyễn Thị Phương. Điểm dành cho LP Bank Ninh Bình. 23-20. Bóng rơi trong sân sau tình huống chặn bóng của Hoài My và Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Phương. Cơ hội ghi điểm dành cho Nguyễn Thị Uyên. Lâm Oanh chuyền bóng sau đầu cho Hoàng Kiều Trinh. Điểm dành cho Thông Tin. Bóng đã chạm chắn 21-23. Cú đánh hai chuyền quá tinh tế của Hoài My. 24-21 và có tới 3 match point cho LP Bank Ninh Bình. Thật sự là hụt hẫng. Chúng ta đang mong đợi một trận đấu kéo dài 5 set nhưng lúc này thì nó đang có nguy cơ dừng lại ngay sau set đấu thứ 3. Ninh Bình đang chơi tốt hơn nhiều so với binh chủ Thông Tin Trường Tươi Bình Phước ở trận đấu ngày hôm nay. Cầu phát bóng của Nguyễn Thị Uyên. Và điểm quyết định đã được ghi cho các cô gái LP Bank Ninh Bình. 25-21 là tỷ số của set đấu thứ 3. Ninh Bình vượt qua binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước với chiến thắng 3-0. Một kết quả có lẽ là rất bất ngờ. Nhiều người trước khi trận đấu này diễn ra thì dự đoán tối thiểu của họ có lẽ cũng sẽ là một trận đấu 4 set. Chưa nói là đội bóng nào sẽ giành chiến thắng, nhưng ít nhất sẽ phải là một trận đấu 4 set hoặc 5 set. Nhưng ngày hôm nay thì Bích Tuyền và các đồng đội đã dễ dàng vượt qua binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước với chiến thắng 3-0 để giành quyền góp mặt trong trận chung kết thứ 2 liên tiếp tại Cúp Hùng Vương. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An, trận đấu diễn ra vào buổi chiều ngày mai. Còn Thông Tin sẽ chơi trận tranh hạng 3.